Đây, thì bây giờ ta cắt được thân trước ra như thế này rồi. Thì bây giờ ta sẽ là cắt nốt thân sau của chiếc áo 2 dây mặt nhà. Thì đây ta cũng có vài cái đôi ở đây. Đấy. Và có vài cái đôi ở đây thì bắt đầu ta đặt ở đây để sang dấu rồi. Ta đặt ở đây để sang dấu các đường. Nha. Ngang ngang. Ngang ngực. Ngang nách. Vai. Dài áo. Đây dài áo. Thì bây giờ ta sẽ có như sau. Ta sẽ độ rộng vai là 2 cm. Rộng vai 2 cm, các bạn kẻ lên 2 cm. Đây các bạn kẻ được rồi. Đó. Ta đánh dấu đường, ta đánh dấu ở ở đường sườn, sườn áo rồi. Ok, đánh dấu ở sườn áo rồi thì các bạn bỏ ra thì các bạn có sườn áo này. Thì các bạn nối vào, thì ta có cái ly của thân sau như thế sau. Ta sẽ bắt đầu vẽ ly trước thân sau, các bạn vẽ ly trước cho mình. Là ly thân sau ta lấy độ rộng ly là 10 cm. Đây 11 cm. Các bạn nối vào với nhau. Đấy. Các bạn nối vào với nhau nhé. Thì độ rộng ly của các bạn ly sau là 3 cm. Đây 3 cm. Các bạn kẻ xuống cho mình. Cái điểm khác biệt ý, ở đây ý, thì là ta sẽ không vẽ nhọn vào đây, mà ta sẽ là để cho chỗ này là ly, chỗ này là cắt đứt đi 2 cm đi. Bên này một phân, bên này một phân là 2 cm đi. Ta sẽ giảm đi, mở cái đoạn này là bình thường nha, các bạn vẽ vào trong này đúng không? Đấy, vẽ nhọn đây đúng không? Đấy, từ đây các bạn vẽ nhọn ra đây. À, từ đây các bạn vẽ nhọn ra. Đúng không? Đấy. Nhưng vẽ đầu bình thường ra các bạn vẽ ly như này vào đây không? Nhưng cái ly áo 2 dây này thì ta lại vẽ ly ly vuông lên như này, hơi thu vào một tí. Chỗ này là 3 phân. Chỗ này là 2 xăng. Nhưng đặc biệt của cái áo 2 dây thì ta làm thế này. Làm như thế này để cho cái áo 2 dây nó không bị bửa ra, không bị bửa lưng. Đấy, không bị bửa lưng. Còn các bạn sẽ vẽ như bình thường. Đấy. Các bạn sẽ vẽ như bình thường là rộng ngực. Các bạn là lấy công thức, có công thức là 1/4 ngực cộng 0.5. 0.5 xăng. Ở eo 1/4 eo, 1/4 eo nhé, 1/4 eo các bạn cộng đi. Riêng ở eo thế, mông 1/4 mông bạn cộng 0.5 cho mình. Eo nó hơi ôm ở eo. Đấy, thì bây giờ ta có như sau. Ngực 1/4 ngực cộng 0.5, 1/4 ngực là 21, 21 cộng 0.5 bằng 21 cộng 0.5, 1/4 ngực 21, 21 cộng 0.5 bằng 21.5. Nhà đây vào đây 0.5. Nhà to đo được 0.5. Đây các bạn đánh dấu điểm đây mà, điểm trước rồi. Thì 1/4 ngực. Eo thân trước là 1/4 eo cộng 1 đúng không? Cộng đi cộng 1. Thì thân sau 1/4 eo cộng đi thì chỗ này là chỗ này nó lại vào 1 phần này.
Đấy, chỗ này nó lại vào phần một tuần eo đi. Đấy, mông của 0,5 chỗ này vào 0,5. Đúng. Thì ta bắt đầu có rồi, có đường đường đây rồi thì ta bắt đầu ta vẽ vuông góc bên trên. Tính là tính các bạn tính là từ điểm hạ ngực rồi nhá. Bởi vì mình sang dấu cái điểm hạ ngực này là ta tính từ điểm hạ ngực này. Còn ở trên ở đường ngang nách này ta vẽ vuông góc lên này. Đấy, nên các bạn chú ý cái tính ở cái điểm tính ở điểm ngực này. Đấy, các bạn nhớ nhé cho mình. Các bạn vẽ được sườn nào trơn đều. Làm sao cho nó trơn đều và đẹp là được rồi. Xuôi gấu các bạn lấy một phân cho mình. Làm gấu áo. Rồi. Từ đây các bạn giảm xuống một phân cho mình. Làm đường cong vòng lưng, làm đường võng lưng. Cong lưng cho mình. Đấy. Từ đây các bạn vẽ ra như này là đó. Thì dây áo bạn tính từ đây các bạn đo lên trên. Là được 21,5 cm. 21,5 cm. Thân sau là 21,5 cm, thân trước là 14 cm. Thân trước là 14 cm nhé. Đây các bạn cộng vào 14 cm thì ta sẽ được cái dây áo của áo hai dây này, 5 1 là 5. Dây áo sẽ dài là 35,5 cm. Đấy. Đây chỗ này ta cắt bỏ đi. Khi ta lấy được vai của thân sau rồi thì bây giờ ta vẽ thì ra một đoạn và ta cắt bỏ đi như này. Như thế này thôi, là áo hoa dây là như nó sẽ như thế này. Đấy, như thế này và ta cắt tách cái phần này ra. Đấy, các bạn sẽ cắt tách này ra. Đấy, cắt tách này ra. Đấy, bây giờ là ta sẽ viết đường may. Thì chân trước các bạn để cộng 1,5 phân đường may, cộng 1,5 phân đường may. Thì thân sau các bạn để cộng 1,5 phân đường may. Gấu các bạn để thân trước để 3 phân, thân sau để 3 phân. Còn chỗ này các bạn để 1 phân đường may. Đấy. Đây là vải cấp đôi rồi. Đấy. Thế là mình đã hướng dẫn xong các bạn công thức cắt một chiếc áo hai dây để mặc ôm mà đẹp để mà đi chơi. Đấy. Mặc ở nhà cũng được mà mặc đi chơi cũng được. Đấy. Mặc đi làm thì không lên bởi vì áo hai dây nó không phù hợp để các bạn đi làm. Đấy. Trong thời kỳ Covid thì các bạn mặc áo hai dây rất nhiều, mặc đồ ở nhà rất nhiều. Đấy, vì chúng ta ở nhà nhiều nên chúng ta hay mặc các đồ ở nhà. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau. Mong các bạn ủng hộ kênh của mình. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đây là thân sau. Đây là thân trước. Mình để ra đây các quay các bạn xem. Để các bạn nhìn rõ xem là đó. Để các bạn nhìn rõ xem.